Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình Ngày Mới sáng nay thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tìm giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm và tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Ta Lo. Ghi nhận về hiệu quả từ một dự án. Hôm qua ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh điều hành hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2017 là một năm đặc biệt thành công của xuất khẩu Việt Nam. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 200 tỷ USD. Tính chung cả năm, xuất khẩu đạt 214 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành công thương. Năm 2017, Việt Nam có thêm 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có 29 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính trong tăng trưởng xuất khẩu. Nhóm hàng nông thủy sản cũng có sự tăng trưởng tốt, đồng góp 8 mặt hàng vào nhóm kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Công tác phát triển thị trường xuất khẩu đạt được những kết quả tích cực. Hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm phát triển thêm nhiều thị trường mới. Tuy nhiên, xuất khẩu của nước ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần phải tháo gỡ. Đối với tỉnh Quảng Bình, việc sản xuất xuất khẩu các mặt hàng vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu hàng hóa hạn chế và thiếu tính ổn định, nguồn hàng nghèo nàn, kém sức cạnh tranh, công nghiệp chế biến chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cùng với những giải pháp được thảo luận tại hội nghị, Quảng Bình cũng sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực cụ thể hơn để nâng cao giá trị xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những vấn đề mà các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã nêu ra. Thủ tướng nhấn mạnh phải kiên quyết loại bỏ những điểm nghẽn trong xuất khẩu, phải sớm hoàn thiện các hành lang pháp lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp như các vấn đề thủ tục hải quan, thuế, phí. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát huy mọi tiềm năng, khả năng lợi thế của Việt Nam để tăng sức cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ cũng nêu ra mục tiêu tổng quát đối với ngành công thương năm 2018 là kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng, nhưng phải cân đối được với nhập khẩu, không để xảy ra tình trạng xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu tăng cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 132 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Hôm qua, ngày 23 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Sau khi nghe lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của đơn vị, đồng thời lưu ý, thời gian tới, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Vừa qua, tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch đã diễn ra lễ khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ. Công trình tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc được khởi công tháng 8 năm 2017 do Ban Liên lạc xây dựng 67 CNCO 5 chủ trì thực hiện. Công trình bao gồm xây mới đền tưởng niệm và các hạng mục sân vườn, đường, khuôn viên, nhà vệ sinh. Đền tưởng niệm có diện tích 64,5 m², được xây dựng theo kiến trúc đền truyền thống. Tổng kinh phí xây dựng công trình và nội thất là 1,35 tỷ đồng, gồm kinh phí được huy động từ các nhà hảo tâm và các tổ chức. Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc có 561 người con ưu tú là liệt sĩ thanh niên xung phong của Ban xây dựng 67. Việc xây dựng đền tưởng niệm nơi đây chính là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống hôm nay, ghi nhớ công ơn của lớp cha anh đi trước đã không tiếc máu xương cho độc lập dân tộc, tự do nước nhà. Dịp này, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Vạn Trạch đã trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân xã Vạn Trạch để xây dựng nhà công vụ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ có nơi nghỉ chân thăm viếng tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc. Cũng trong ngày hôm qua 23 tháng 4, Sở Khoa học Công nghệ đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học xác định đền thờ Hoàng Quốc Công thời khai quốc công thần Đào Duy Từ trong Võ Thắng Quan. Võ Thắng Quan là một trong ba cửa quan của hệ thống Lũy Thây, đến nay vẫn còn lưu giữ dấu tích tương đối nguyên vẹn sau hàng trăm năm tồn tại.
Một số tài liệu lịch sử vẫn còn nhắc đến đền thờ Hoàng Quốc Công thời khai quốc công thần Đào Duy Từ ở trong võ Thẳng Quan. Tuy nhiên, vị trí đền thờ hiện vẫn chưa được xác định. Tại buổi tọa đàm, từ những bằng chứng thu thập được qua các chuyến liên xã cũng như ký ức của các nhân chứng lịch sử, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến khác nhau về vị trí của đền thờ Đào Duy Từ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đền thờ nằm ở phía tả của võ Thẳng Quan do nhân dân xây dựng, ngay trước còn giữ lại một số di vật lịch sử. Trên tinh thần trao đổi phản biện lịch sử, hội thảo sẽ có thêm nhiều hoạt động để tiến tới hoàn thành công trình khoa học xác định vị trí của Đào Duy Từ trong võ Thẳng Quan. Hôm qua ngày 23 tháng 4, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển và nhân viên phục vụ xe ô tô điện vận tải khách du lịch. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung chính gồm tổng quan về du lịch Việt Nam và du lịch Quảng Bình, các quy định hướng dẫn về tổ chức quản lý hoạt động thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến đường của thành phố Đồng Hới, kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp ứng xử, tâm lý và phong tục tập quán của khách du lịch. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ du lịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2018, Huyện đoàn Quảng Trạch phối hợp với Chi đoàn Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương tổ chức chương trình Tuổi trẻ Quảng Trạch đồng hành cùng du lịch tại địa bàn xã Cảnh Dương. Theo đó, chương trình Tuổi trẻ Quảng Trạch đồng hành cùng du lịch đã thu hút trên 200 đoàn viên thanh niên đến từ 35 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện và chi đoàn của Sở Du lịch Quảng Bình, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển Cảnh Dương, cắm trại trên bãi biển, đốt lửa trại và giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thu hút được nhiều khách du lịch và người dân xã Cảnh Dương cùng tham gia trải nghiệm. Thông qua chương trình, Huyện đoàn Quảng Trạch đã kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên cùng chung tay quảng bá du lịch tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tại điểm làng văn hóa du lịch Cảnh Dương, nơi có bề dày truyền thống cách mạng, có nhiều nét văn hóa đặc sắc. Qua đó để xây dựng làng văn hóa du lịch Cảnh Dương trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế. Chiều qua 23 tháng 4, Ban tổ chức địa phương tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 đã có buổi họp ban với đại diện Ban tổ chức Trung ương nhằm hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho giải được khai mạc vào ngày 25 tháng 4 tới. Tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 4 và kết thúc vào ngày 28 tháng 4 tới. Tham gia giải có 12 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, các bộ ngành trong cả nước. Trong đó có 15 đội đôi nam và 16 đội đôi nữ, thi đấu gần 80 trận. Chiều ngày 24 tháng 4, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 14 giờ. Trong ngày thi đấu đầu tiên, dự kiến sẽ có từ 10 đến 12 trận đấu. Hiện nay, Ban tổ chức địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị khán đài, mặt sân thi đấu đảm bảo quy định. Năm nay, địa điểm thi đấu được bố trí ở khu vực bãi biển đối diện với khách sạn Công đoàn, đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới. Ngành y tế cũng đã có phương án chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng công an đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm thi đấu và tại nơi cư trú của các đoàn. Hệ thống băng rôn, cờ phướn đã được treo tại các trục đường chính để nhân dân biết đến xem và cổ vũ giải. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng nhắc nhở mọi người dân Việt Nam dù đi đâu ở đâu cũng luôn hướng về nguồn cội, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng 2018 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018, tức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 năm Mậu Tuất, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động hội nhằm tôn vinh di sản, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ. Phần lễ trọng với các hoạt động Dỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng niệm các vua hùng, dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu của các xã phường vùng ven về khu di tích lịch sử đền Hùng. Phần hội trải rộng từ khu di tích lịch sử đền Hùng đến thành phố Việt Trì với các hoạt động lễ hội văn hóa dân gian đường phố, chương trình nghệ thuật đặc sắc, trình diễn hát xoan làng cổ và văn nghệ quần chúng, múa rối nước, hội thi bơi trải, gói nấu bánh chưng, dạ bánh dày, các hoạt động thể thao, bắn pháo hoa tầm thấp. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng năm Mậu Tuất 2018 được Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phát thanh truyền hình trực tiếp vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 4 năm 2018, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch. Chương trình được tiếp phát sóng trên các kênh truyền hình và đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bây giờ là thông tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay.
Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 24 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 40 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 62 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 96%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ sóng cao dưới 1,5m. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình, nước biển ven bờ đạt quy chuẩn cho phép. Ghi nhận về hiệu quả từ một dự án. Hôm qua ngày 23 tháng 4, Trung tâm Bản trụ Hồ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tẩy độc đợt 2 cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Theo đó, đợt tẩy độc lần này, Trung tâm tiếp nhận và tẩy độc cho 17 nạn nhân chất độc da cam đến từ các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Bình. Tại trung tâm, các nạn nhân chất độc da cam dioxin sẽ được các y bác sĩ tiến hành tẩy độc theo liệu trình, gồm các bước như xông hơi tẩy độc, uống thuốc vi khoáng thanh lọc cơ thể, tập thể dục dưỡng sinh, ăn uống theo chế độ nuôi dưỡng. Thông qua hoạt động tẩy độc này sẽ góp phần giảm bớt bệnh tật, nâng cao thể trạng và sức khỏe cho các nạn nhân từng trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Dự kiến tẩy độc đợt 2 sẽ được triển khai từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2018. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cho biết, ngày 16 tháng 4, Trung tâm tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh. Kết quả quan trắc cho thấy 11 chỉ tiêu phân tích gồm nhiệt độ, pH, oxy hỏa tan, chất rắn lơ lửng, arsen, cadmi, gì, kẽm, sắt, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép. Trước đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 3 điểm gồm bãi biển Quang Phú, bãi tắm Nhật Lệ và Hải Ninh. Hôm qua 23 tháng 4, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018. Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình đã sản xuất được 18 triệu lít bia các loại, đạt doanh thu 163 tỷ đồng, nộp ngân sách 93 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2018, công ty đã đưa ra thị trường hơn 42.000 lít bia chai và 2.000 lít bia hơi. Để đạt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 2018, Công ty Bia Hà Nội Quảng Bình tăng cường bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao để xây dựng kế hoạch sản xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, quan tâm đến chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Bia Hà Nội Quảng Bình đã đưa ra kế hoạch hành động trong thời gian tới với phương châm lấy chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Thời gian qua, chính quyền huyện Minh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý các mô hình gây nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã trên địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện Minh Hóa có 13 mô hình gây nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã với mục đích thương mại, tập trung ở các xã Quy Hóa, Xuân Hóa, Minh Hóa, Tân Hóa, Trung Hóa, với các loài động vật như nhím, lân rừng, hươu sao và cây hương. Để quản lý tốt hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, Hạt Kiểm Lâm Minh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình cả cơ sở gây nuôi, thường xuyên kiểm tra lập hồ sơ theo dõi số lượng, diễn biến quá trình sinh trưởng phát triển của đàn vật nuôi, hướng dẫn người dân xây dựng chuồng trại phù hợp, chấp hành nghiêm các thủ tục hành chính liên quan đến vật nuôi, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như săn bắt động vật hoang dã từ tự nhiên về gây nuôi, vận chuyển mua bán sử dụng trái phép động vật hoang dã. Được triển khai tại huyện Bố Trạch từ năm 2014, đến nay qua 4 năm đồng hành cùng với người dân Bố Trạch, dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã trở thành cầu nối để những người phụ nữ, nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số phát huy khả năng trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay từ khi triển khai tại huyện Bố Trạch, Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã phổ biến mục đích yêu cầu của dự án, đồng thời tổ chức khảo sát tập huấn xác định các chuỗi giá trị và ngành hàng tiềm năng. Qua đó nhằm định hướng hỗ trợ cho các xã trong vùng dự án duy trì và phát triển các mô hình hiện có, hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác chuỗi giá trị đặc thù và phát triển các ngành hàng. Là địa phương có 7 xã nằm trong vùng dự án. Đến nay, toàn huyện Bố Trạch đã có 21 tổ hợp tác và 5 hộ cá thể ở xã Thường Trạch bảo vệ thành công tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu CSA với tổng số gần 330 hộ dân tham gia. Nguồn vốn thực hiện là 9,8 tỷ đồng.
trong đó dự án SRDP tài trợ gần 3,6 tỷ đồng, người hưởng lợi đóng góp hơn 6,2 tỷ đồng. Đối với dự án SRDP của tỉnh Quảng Bình thì triển khai trên địa bàn của 40 huyện, 4 xã của 6 huyện thị trên địa bàn của tỉnh, với đặc điểm là những xã có điều kiện phát triển kinh tế khó khăn. Với xác định ban đầu thì mục tiêu của dự án là để hỗ trợ cho các hộ nông dân, rồi các tổ hợp tác, các hợp tác xã và các doanh nghiệp để chuyển đổi các cái cây trồng và các cái mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện cái sinh nhai. Thì trên địa bàn của huyện Bố Trạch thì như lúc đầu khi mà triển khai dự án thì chúng tôi cũng triển khai các cái hoạt động để xác định các cái chuỗi giá trị, và riêng trên huyện cũng đã xác định được 8 chuỗi giá trị ngành hàng tiềm năng, từ đó để huyện theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm thì huyện cũng đã xây dựng kế hoạch và phù hợp với 8 chuỗi giá trị của dự án để dự án hỗ trợ đầu tư. Với việc bảo vệ thành công tiểu dự án CSA trong sinh thích ứng với biến đổi khí hậu tại thôn Cài Lập, tổ hợp tác được dự án SRDP tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng tài trợ, tổng giá trị hợp đồng là gần 350 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 145 triệu đồng, số còn lại các thành viên tham gia đóng góp. Với sự giúp đỡ kỹ thuật từ cán bộ dự án SRDP tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bố Trạch, đến nay tổ hợp tác trồng sim Cài Lập đã trồng được hơn 7.000 cây sim. Hiện số sim này đang sinh trưởng phát triển tốt và sắp cho thu hoạch. Bản thân tôi là ở đây là toàn là trồng keo hết. Nhưng mà sau khi được nhà nước quan tâm và có dự án SRDP đưa về phổ biến thì bởi tôi cũng là mạnh dạn để vào cái dự án, bởi vì là dự án là có cái dự án của SRDP họ hỗ trợ vốn. Là tôi thấy là sim thì trong là cái mật độ là cũng ngang kéo, nhưng mà sim nó trong 4 hecta là một năm là có mấy mấy tấn, bán ra một cân mấy mấy ngàn, cho là 15 ngàn thì tôi thấy là năng suất gấp mấy lần kéo. Bằng việc hỗ trợ các mô hình kinh tế có khả năng sinh lời, thúc đẩy các mối liên kết thị trường và chuỗi giá trị vì người nghèo, nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn, dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã và đang giúp người dân vùng nông thôn nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy về phát triển kinh tế. Đồng thời đây cũng chính là tiền đề và động lực để người dân nỗ lực phấn đấu tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 22 tháng 4 đến 15 giờ ngày 23 tháng 4, hoạt động giao thông trên các tuyến cơ bản được giữ vững, không có tai nạn giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 89 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 96 triệu đồng với các lỗi chạy quá tốc độ quy định 28 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 17 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 8 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 5 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 5 trường hợp, không có giấy phép lái xe 9 trường hợp, không có giấy chứng nhận đăng ký xe 7 trường hợp, các lỗi khác 10 trường hợp. Người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển xe mô tô gắn máy cần chú ý quan sát, chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình khi đi lại trên các tuyến đường. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét, chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại.
tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 24 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 40 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 62 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 96%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ sóng cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2018, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%.